Hello everyone, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em Hôm nay cho Tony tới lại làm một cái video nói về mẫu hậu tự thiện nha Thật ra mà nói uh, Tony không biết mẫu hậu có kiện Tony hay không nữa Nhưng mà hình như là mẫu hậu thích lên đây nói những gì mà mẫu hậu muốn làm Muốn uh, ý kiến của mẫu hậu uh, quan trọng lắm Còn đối với ý kiến của mọi người mà thiên hạ cái gì mà người ta nói phải không Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ha 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 Thuận có nói sai về mẫu hậu không? Phải không? Những gì mà cộng đồng mạng mà để lên trong cái comment mình nó thôi để ý phải không cái gì mà khen mẫu hậu á thì mẫu hậu thích còn cái gì mà nói về mẫu hậu á thì mẫu hậu không đồng ý với mẫu hậu á thì ông bà cô chú anh chị em cũng biết rồi phải không với đối với Tony cái video đầu tiên mà Tony làm nói về mẫu hậu phải không Tony đâu có nói gì đâu Tony cũng nói những điều gì mà Tony thấy nó 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 quá rõ ràng đi À, nhưng mà mẫu hậu lên đây hình như mẫu hậu cũng biết tony là ai rồi nó tony bốt phốt mẫu hậu cái video sau đó vài cái video sau đó thì nói anh quyền cũng như là tên này nó có uh, khoe i mean phe có có có, có phe có băng đảng đó cũng như là cái gì đó mẫu hậu cũng biết được là tony ở bên nào nhưng mà tony không có bên nào hết á tony chỉ nói là những gì mà tony thấy cũng như là hiện tại nó đang xảy ra bây giờ nè À, một chút nữa Tony sẽ trở lại nói về mẫu hậu nhưng uh, mấy cái video sau này mà nó uh, nó đã ra rồi đó thì Tony cũng uh, có coi phải không mẫu hậu thích nói lắm mẫu hậu thích nói uh, để cho mà nhìn cái uh, hình động của mẫu hậu đừng nghe đừng có uh, đại khái để cho mẫu hậu làm cái gì đó Rồi mình mới từ đó mình mới phê bình nhưng mà tên này Tony thấy làm thì ít phải không nhưng mà nói thì rất là nhiều đúng không cái gì cũng là mình nói không mà thôi không biết hy vọng là sau này uh, những mà uh, cái kết quả của mấy người mà mẫu hậu đã giúp rồi hay là cái gì đó khi là mẫu hậu lên đây mẫu hậu giải thích uh, tốt hay là xấu cũng mẫu hậu để cái mặt lên mẫu hậu lên giải thích uh, nói ra những gì uh, nhưng mà mẫu hậu đã làm tại vì đối với Tony nó mới có hình như bốn năm ngày hay cái chương trình của anh Quyền ở đại khái gì đó đó Tony không biết nhưng mà mẫu hậu uh, tự hào lắm hay không cái gì cũng là mẫu hậu không mà chứ không phải là anh Quyền đâu Hình như là anh quyền là là không phải là cái người mà đang à, đang thay đổi cuộc đời hình như là mẫu hậu là cái 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 cái, cái chính đó. nếu mà không có mẫu hậu chắc anh quyền cũng không bao giờ thay đổi đâu ông bà cô chú anh chị em thôi nên cũng nghĩ nó như vậy đó thì để mình mình coi nó không nó tốt đó, thì mình cũng lên mình nói nó xấu đó, mình cũng đem lên mình nói không nó đúng đó, thì mình nhận à, à, mình à, hãnh diện những gì mình làm còn nó xấu đó, là mình phải lên đây mình phải nhận những gì mà mình đo mình suy đoán nó sai Chứ đối với Tony, Tony cũng trong uh, cái video kia anh Quyền nói, đối với Tony, Tony nói như vậy nè, ông bà, cô chú, anh chị em uh, Anh Quyền nói, Tony thông cảm thiệt, không, Tony, Tony sẽ, từ nay Tony sẽ coi cái video của anh Quyền, Tony không nói gì nữa hết Tại vì Tony uh, thông cảm được cho anh Quyền, phải không? Tony hy vọng là Tony sai những cái suy si đoán của Tony đối với anh Quyền Tại mình làm người ai cũng vậy, mình muốn anh đứng dậy, không phải là vì ai, đó, vì bản thân của anh thôi, vì con cái của anh thôi Chứ nói qua nói lại hoài Tony cũng là một người để chỉ ngồi đây chỉ có uh, suy đoán những gì nó sẽ xảy ra thôi Chứ uh, trong trong lòng của Tony Tony cũng muốn anh Quyền đứng lại làm người lại đúng không Ai cũng vậy Mình uh, không phải là một lần, hai lần Cũng như anh Lộc thôi Nhưng mà trong cái trường hợp bây giờ Tony cũng cũng nhận xét là anh Quyền ảnh uh, uh, Như Tony nói hồi trước thôi Hy vọng là Tony sai Nhưng mà máu hậu thì Tony sẽ nói tiếp nhớ ông mẫu hậu là cũng không có khác biệt gì với mấy mấy người mà làm từ thiện mà đem bên đây cũng như là mẫu hậu nói là mẫu hậu họ đang kinh doanh hay là họ đang uh, khoe khoan gì đó mẫu hậu cũng có ông bà cô chú anh chị em và ông mẫu hậu cũng nói là sau cái video đó anh quyền là mấy người có việc làm xong rồi mẫu hậu sẽ không quay nữa nhưng mà hình như ngày nào cũng có hai cái video ba cái video gì đó thôi nó cũng không biết họ cũng không làm gì phạm pháp hết nhưng mà thôi chỉ nghe những lời lẽ họ nói thì thôi cũng nói lại cho cộng đồng mạng nghe thôi nhưng mà một chút nữa Tony sẽ trở lại nói mấy điều mà Tony thấy um, cái miệng của mẫu hậu này uh, nói thì hay lắm. Phải không? Tự thiện, cái tấm lòng tốt lắm. Làm, làm tự thiện để Tony phân tích nó ra một chút xíu những lời lẽ của mẫu hậu nói. Để sau cái video này nha. I mean để sau khúc sau đi. Bây giờ cho Tony trở lại uh, nói về cái video bốn qua. Phải không? Trong uh, cái comment section này, nó có... Uh, nó có... Uh, vài vài cái thắc mắc đối với thôn thì phải nói cho nó rõ ràng trước nếu mà cộng đồng mạng không biết á uh, à, Thôi thấy sau này cũng có vài người nói là Cái kinh vô gia cư là bị Andy nó giật Thôi nên nói thiệt Andy không có giật cái gì Cái đó là cái sai phải không? Thôi cũng phải ra nói cho nó đúng cho Andy SCN Cái kinh vô gia cư San Jose Cái kinh đó là của Andy SCN Ông bà cô chú anh chị em Tony là chỉ có cái người mà đăng cái video trên đó thôi, phải không? Trong cái thời gian mà hồi Tony mới lên thì cái cái kênh đó nó có một ngàn mấy subscriber thôi, thì Tony làm cũng ba bốn tháng đó đó, thì cái kênh nó được 3 ngàn mấy subscriber Nhưng mà cái thời gian đó thì cũng như um, mình thấy bây giờ nè Thôi thì không có nghĩ cái gì hết á Nhưng mà Andy SCN đó, hình như nó không có thích trong cái thời gian không cũng cảm giác được không có khúc sau đó. cũng như là Tony đang có nhiều người khán giả họ thích những cái video của Tony đó. thì cái thằng Andy này, này nó không có thích nó có nhiều điều mà Tony không muốn nói tại mình nói là cũng như là mình nhỏ nhẹ nhưng mà mình cũng cảm nhận mình cũng nhận xét ra được đã số cái lý do mà tại sao Tony làm mấy cái video sau là nói như Tony không có làm video đến đây nữa nhưng mà một điều Tony muốn nói cho cái cảm giác cái mà tại sao Tony thấy Andy SCN là một người nhỏ nhẹt mà đi hai hàng hồi đó rồi cũng như là cái kinh vô gia cư là Tony không có bao giờ có cái bật mã để mà vô để mà trả lời hay là để cái gì hết á Tony chỉ đưa cái video cho thằng Andy SCN thì nó bỏ lên đó nhưng mà nó là cái người, người trả lời à, đại khái mấy cái comment cái gì hết á thì trong sau đó sau này có một cái video Tony nói về cái vụ mà Hằng Kali đại khái như vậy Tony cũng nói là cũng như là những gì mà Hằng Kali làm không đúng mà mình nên đem lên đây mình mình nên nói phải không mình nói ra những gì mình đều không phải cái này là mình binh vực hay là mình nói mình chà đạp hơn cái gì nhưng mình thấy nó không đúng thì mình lên mình nói cho cộng đồng mạng nó nghe để cho mình biết được để cho mình thay đổi thì cái này Tony nói như vậy thì cái đêm đó, đó thì nó vô nó call, mình nó nói là một người khán giả nói là đồng ý với Tony nói là cái, cái phải nên nói cho Hằng Kali biết thì cái đêm đó nó vô nó trả lời cho cái khán giả đó Thì nó nói đúng, nó đồng ý với cái khán giả đó 100% cái bữa sáng sau vô Tony vô đọc lại thì có một người khán giả khác comment mình nói là Tony đừng có nên nói như vậy tại vì hàng Kali có có nhiều việc để làm đến nhiều chuyện để lo lắng lắm có nhiều khi nó bị stress quá đó họ không có họ không có để ý những gì họ nói thì Andy SCN nó vô nó cũng comment mình trong đó nó nói là nó đồng ý cái người đó 100% luôn mà Tony là cái người làm cái video đó Ông bà, cô chú, anh chị em Tao lòng của Tony nói làm sao mà nó trả lời được hai Bên kia hai đường cái nào nó cũng trả lời Nó đồng ý hết á nó làm Tony thấy khó chịu trong lòng lắm Ví dụ tôi là Tony là you know, Tony không quan tâm những mấy cái đó Nhưng mà Tony là cái người làm cái video Phải không? Làm sao mà nó biết cái Tony đang nghĩ muốn trả lời làm sao Mà nó nó vô nó trả lời lần thứ nhất á, thì không nói gì Lần thứ sau á Nó vô nó trả lời lại ngược cái người mà cái, cái câu trả lời lần thứ nhất Thì Tony mới thắc mắc thôi Nói một cái thằng này như you know, nó chơi kiểu gì không được từ đó bắt đầu thon đi muốn sau này thon đi không có muốn làm video trên đó nữa mà ông bà cô chú anh cũng biết rồi trong cái thời gian mà sau đó thì thon đi làm mấy cái video thì cộng đồng mạng hình như là cũng ủng hộ thon đi nhiều lắm thon đi thấy nó biết là nó không có thích sau đó nó ra nó mới nói là cái kinh vô gia cư là của nó thì thon đi mới nói là thon đi không có muốn xích mấy gì đó thì từ đó thon đi nói là thon đi sau này không có làm mấy cái video đó nữa nhưng mà cái chuyện mà 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 mà, 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 mà lý do mà tại sao thon đi không có làm mấy cái video trên đó nữa là vì cái vụ của anh lộc đó chứ không phải là cái chuyện gì hết á tháng lẽ là thôi để yên nó luôn rồi nhưng mà sau mà thôi đi chạy qua chị hương đó thì nó dụ cái cái vụ hiền đức thì thôi đi biết biết nó qua qua một cái thời gian mà thôi đi ở trong cái kinh vô gia cư thôi đi biết nó rõ ràng lắm phải không cũng như là có một người khán giả mà chị uh, thúy Đỗ đó thôi đi đọc cái mình bữa nay trong cái video của thằng ADSCN hình như là chị không phải là người ở trong cuộc mà chị biết rõ ràng cái tánh của nó lắm đúng lắm Thấy không? ăn thua tiểu nhân lắm Tony, thiệt Tony đi biết như vậy những nhiều khi Tony thấy cũng như là ở trên mạng cái mẹ nó phải không đâu phải là ở bài bạn của một người uh, trong cuộc sống của mình ở bài đời mình quen gì đâu thì nó đâu có ảnh hưởng cuộc sống của mình gì đâu chứ có là như nó thôi đi để cái video nó đăng lên chứ thôi nó cũng đâu có gì mà quan trọng như vậy để cho mà Tony đi phải uh, phải nói nó cái gì hay là ghét nó cái gì nhưng mà cái con người đó là đúng là như vậy đó cái người uh, thúy đỗ này nói cái con mình đó là rất là hay Hôm nay thì có một người khán giả gửi cho Tony nhiều cái video của thằng Andy SCN mà trong cái thời gian mà nó làm nó binh vực hàng Kali đó đại khái mà không biết trong cái kinh của nó nó xóa hay là nó ấn lại rồi nhưng mà Tony có đó thì cứ để nó đi con Tony chỉ để đi hai ba bữa mà càng ngày nó càng nói về hằng Kali thì mỗi một ngày nào đó hai ba bữa thì Tony sẽ đăng lên một cái một cái video đó Tony sẽ phân tích nó ra cũng như mấy cái video nó nói về hàng kali đó thì thôi để lên những gì mà nó nói nó binh vực về hàng kali đó thì mình nghe mình sẽ cười phải không cộng đồng mạng sẽ biết được những gì mà nó nói hồi trước nó có thể nó, nó giấu mấy cái video này là hết nhưng mà không biết làm sao có một người khán giả vẫn còn đó, thì họ gửi qua cho tony thì chừng đó mình sẽ coi xong rồi mình ngồi mình cười thôi phải không chứ giờ mình biết là nói làm sao đây nữa nó có thể nó nói những gì nó nói bây giờ nó nghĩ là không ai biết mấy người hồi trước thì biết nhưng mà nó nghĩ là mấy người sau này không ai biết gì hết á thì để nó coi cũng như là mấy cái lời lẽ bữa hôm qua mà nó nói với mình tôi là tôi nghĩ có nhiều người không có biết là nó, nó nói như vậy đâu có nhiều người mình coi mình đã theo cái chương trình này lâu thì mình biết nhưng mà cũng nhiều người lắm không họ không biết thôi đi nghĩ nó nghe sao nó cũng nhột chứ sao nó không nhột được mà nó cũng là người thôi thôi đi hy vọng là nó đừng có nên tiếp tục những gì nó làm nhưng mà thôi đi nghĩ cái thằng này là nó nó sẽ làm tiếp nữa thì thôi đi sẽ có mấy cái đó dưới hai ba bữa ba bốn bữa gì đó thôi đi sẽ bỏ là một cái video của nó hồi đó nó binh vực về cái mấy, cái mấy cái vấn đề mà hằng kali đó thôi đi sẽ bỏ nó lên phân tích nó ra cho cộng đồng mạng coi mình ngồi đó mình cười chung nha Bây giờ cho Tony trở lại với mẫu hậu Thấy không Hồi đó thì Tony cũng nghĩ đơn giản về cái vụ mẫu hậu này lắm Tony không có nghĩ gì hết đó Nhưng mà trong cái thời gian mà mẫu hậu đã xuất hiện trên đây rồi đó Tony cứ nghĩ qua nghĩ lại hoài Tony cứ thắc mắc nhiều chuyện lắm Ông bà, cô chú, anh chị em để những gì mà Tony đang nói nha Hồi đó nó xuất hiện là mẫu hậu là một người đã làm từ thiện Như Tony nói 10 năm rồi, đến ngày hôm nay đó, mình cũng chưa biết là mẫu hiện mẫu hậu đã giúp mấy người mà vô gia cư phát ăn ở đâu nữa đó. Tony ở sao dây 40 năm nay rồi. Thì nếu mà Máu Hậu có phát cơm thì cũng phải phát ở trong San Jose mấy cái khu ở đây thôi phải không? Nhưng mà Máu Hậu không có bỏ cái video nào trên YouTube cho mình coi hết á. Đúng không? Tại sao như vậy? Thông Lê cũng không biết. Từ cái ngày mà Máu Hậu xuất hiện trên đây thì Máu Hậu đã đi theo cái đường mà có mấy người mà làm từ thiện hồi trước đây mà bỏ trên YouTube đó. Thì nó đơn giản vậy thôi. Những lời lẽ mà Máu Hậu đã đã nói ra trong cái thời gian Máu Hậu trên đây là mình biết Máu Hậu là một người à, thích ăn thua lắm. Thì Thông này đã nói ăn thua với ai thì Thông này không biết đúng không mẫu hộ người đầu tiên mẫu hộ lên đi giúp đó, là anh quyền ông bà cô chú anh chị em nghĩ là cái đó là một cái tự nhiên hả hay là hay là có một cái kế hoạch trong đó Tony không biết nhưng mà đối với Tony mấy cái chuyện mà nó xảy ra sau đó Tony cũng như là cái người này đã 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 muốn đã biết mình muốn làm cái gì phải cần làm cái gì rồi từ anh quyền từ ở đâu mà nó ra phải không từ hằng Cali đúng không đó từ đó từ cái cách mà họ quay phim họ muốn bỏ lên uh, youtube cho cộng đồng mạng nó coi á, thì thôi nó cũng không có nói là nó sai gì nhưng mà nó giống những gì mấy người kia đang làm lắm phải không họ nói là họ làm họ không có khoe khoang gì hết á họ không phải giống như mấy người kia thì họ không khoe thì cũng không sao hết nhưng mà họ lên đây họ nói nhiều lắm họ nói là để hành động của họ họ nói mình đừng có nên lên đây mà suy đoán những gì mà họ đang làm phải không nhưng mà cái miệng của họ hình như là nói nhiều lắm hành động thì mình để cho mình coi nhưng mà mình đừng có bớt nói lại đi nhưng mà cái người này nói rất là nhiều nói nhiều lắm mà bắt um, cộng đồng mạng hay là khán giả mình đừng có nên suy đoán nếu mình nói nhiều như vậy thì sao mình bắt người ta không suy đoán được thì thôn đi cũng đã phân tích cái vụ mà anh quyền mấy lần rồi không ảnh là ảnh ở tù 13 năm ảnh vì hai đứa con của ảnh mà ảnh cũng ảnh cũng té Anh chấp té lại nữa bốn tháng ở trong nhà hàng kali mà ảnh cũng chấp té lại nữa còn cái người này nghỉ mấy cái bốn ngày họ họ à, hãnh diện lắm là họ đã giúp được anh quyền đứng lại vậy rồi ông bà cô chú anh chị em thì thôn đây sẽ không nói nữa mình tự đó mình coi nhưng thôn đây đã nói rồi phải không mình mình căng đảm mình để lên mình mình hình, à, gì? hãnh diện những gì mình đã giúp anh quyền rồi đó thì sau này cái chuyện gì nó xảy ra hy vọng là mình cũng lên mình đứng lên mình nói những gì mà nếu mà nó không tốt đẹp mình cũng lên mình nói nha chứ đừng có im im lặng lặng là đủ thừa lại là tại vì anh quyền chứ không phải là 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 mình tại vì nếu mình lên mình nhận công bây giờ không phải là anh quyền mà tại vì mình á anh quyền mới được cái việc làm tốt Tại vì mình á, mình mới đưa cái hoàn cảnh với anh Quyền á, mới là có thể bỏ được những gì mà anh bỏ không được hồi trước. Cũng là mình thôi, phải không? Chứ không phải là anh Quyền, thôi đến nhận xét nó được như vậy. Nhưng mà để thôi đi sẽ kể dạy cái câu chuyện mà thôi đến cái người làm từ thiện này, thôi thấy nó sao sao á, ông bà cô chú anh chị em. Đối với đi phải không? Cái người này lên đây nói là cũng như là họ quay anh quyền rồi. Nghĩa là họ không... Sau này không có ai có quyền mà quay anh quyền nữa không đi nghe thấy làm sao ông bà cô chú mình là một người tự thiện mình làm mới đi giúp người mà mà tại sao mình giúp một người nào đó, đó là mình coi cũng như là cái đó là cái thuộc lệ của mình vậy phải không nó nó thấy nó kỳ kỳ làm sao ông bà cô chú anh chị em thì họ nói nếu mà anh quyền bà giúp anh quyền rồi nhưng mà có một người nào nếu mà cho quay anh quyền mà, mà anh quyền giúp anh quyền á thì họ sẽ không giúp anh quyền nữa mình là một người làm tự thiện mà ông bà cô chú anh chị em phải không mình giúp anh quyền được cái này có thể mình không giúp được anh quyền cái kia sẽ có một người nào đó có thể giúp anh quyền cái kiểu khác phải không? Mà cuối cùng là cũng tử là mình giúp họ để đứng dậy thôi. Mà tại sao mình nói như vậy được một câu như vậy vậy? Phải không? Nếu mà anh Quyền đi với người khác là tôi sẽ không bao giờ giúp anh Quyền nữa. Ông bà, cô chú, anh chị em có nghe rõ như vậy không? Phải không? Mình đâu phải là thành thống đâu. Mình có thể nào mình giúp được anh Quyền hết mọi mọi việc không? Mình có thể giúp được anh Quyền đến khúc nào thôi. Còn có thể một người khác nào đó, họ có cái cách khác để giúp anh Quyền kiểu khác. Chứ làm sao mình nói là mình có thể giúp được hết anh Quyền. Nếu mà anh Quyền, ai giúp anh Quyền nữa là mình sẽ bỏ anh Quyền cái lòng tự thiện nó nằm ở đâu với ông bà cô chú anh chị em. Thôi đi thấy nghe cái câu đó, thôi đi thấy đau lòng giùm cho 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 một người mình mở miệng ra, mình nói là mình mình đi giúp người, mình đã giúp người 10 10 năm rồi, nhưng mà cái này anh Quyền á, không phải là một con cờ của mình. Phải không? Không phải là một cái một cái cái cái, cái vật gì đó là thuộc về của mình. Phải không, ảnh là con người. Phải không? Mình giúp ảnh được cái gì đó thì mình giúp người khác giúp ảnh được cái gì đó là mình phải mừng cho ảnh. Chứ không phải là mình giúp được ảnh cái gì đó là những người khác giúp ảnh được cái khác là tôi không thích tôi sẽ không giúp ảnh nữa nghe mà thấy chính cái người này nói như vậy ông bà cô chú anh chị em cái này là nó đi lại là cái lý do gì vậy ông bà cô chú anh chị em là vì cái dụng một quay anh quyền thôi nghĩa là sao nghĩa là cái người này chỉ muốn anh quyền là một mình họ thôi không họ giúp anh quyền là họ có quyền quay anh quyền thôi họ không muốn ai tới gần anh quyền nữa một lý do gì hết giờ cái việc bây giờ nó có ai mà tới giúp anh quyền về cái vấn đề gì nữa họ cũng không muốn nghĩa là sao nghĩa là nghĩa là sao với ông bà cô chú anh chị em họ lên họ nói đây là họ lên để họ giúp người chứ không phải là họ vì youtube về về câu view hay là về kiếm tiền nhưng mà nếu mà họ không cho người khác quay không cho người khác giúp anh quyền mà để cho riêng bản thân của họ đó là cái gì nữa vậy hả ý của họ là là họ không muốn ai quay anh quyền hết họ họ muốn họ muốn tự bản thân của họ họ quay anh quyền thôi ông bà cô chú anh chị em có thấy những gì mà Tony nói không? Phải không? Mình giúp người ta được cái gì mình giúp. Còn cái này họ không phải là họ muốn giúp người ta nhưng mà họ muốn cái độc quyền quay anh quyền giúp anh quyền thôi. Còn nếu mà có ai tới giúp anh quyền hay là quay anh quyền họ sẽ không bao giờ giúp anh quyền lại nữa. Mình nghe mà mình thấy cái, nó cứ sao sao đó ông bà cô chú anh chị em trong lòng của Tony thấy nó nó không có được cái bình bình yên về những lời lẽ của cái người này mà nói là mình là một người làm từ thiện mình nghe cái người này lên đây mà mình nói thì cộng đồng mạng cũng biết rõ lắm rồi chứ phải là không ngọ không biết được thời gian nó sẽ câu trả lời cho mình chứ đối với Tony cái này cuối cùng là không phải là giúp anh quyền nhưng mà đọc quyền để cho quay mấy cái phim mà để lên youtube cho cái người này nói là họ không phải là vì đồng tiền hay là không phải là gì mà khoe khoang à, khoe khoang nhưng mà họ bây giờ họ lên họ khoe nhiều lắm phải không họ nói là họ không phải nhưng mà Tony thấy họ khoe bằng lời lẽ của họ hơn cái hành động của họ nữa đó hồi dài buổi trước đó thì thông đã coi cái video của mẫu hậu này đó. thì mẫu hậu này ở trong xe đang mừng lắm vì mẫu hậu đã được 1.000 subscriber rồi thì cũng như là mẫu hậu nói là cái lý do Hình như mà mẫu hậu lỡ lời nói thôi phải không họ mừng lắm chứ không phải là lý do mà, mà tại sao họ lên youtube là vì họ muốn uh, uh, để coi cho cộng đồng mạng coi cái tự thiện mà họ đang làm mẫu hậu này nói là cũng như là mẫu hậu mục đích của mẫu hậu lên youtube đã, đã, đạt được rồi là cũng như là được 1.000 subscribe đã mở được cái nút kiếm tiền rồi ông bà cô chú anh chị em đó cái đó là những lời lẽ của Mẫu Hậu nói. Thì cũng như Mẫu Hậu nói và Mẫu Hậu mừng lắm tại vì Mẫu Hậu đã đạt được mục đích của Mẫu Hậu rồi là bật được cái nút kiếm tiền trên YouTube rồi. Đó Tony nghe rõ ràng lắm có thể Mẫu Hậu nói lỡ mừng quá lỡ lời thôi. Nhưng mà đó những là những lời mà Mẫu Hậu đã nói trên trong cái cái video đó đó. Thì Tony cũng nghe thì nó ok cái đó ai mừng cũng bình thường cũng không có gì hết. Nhưng mà cái video bữa hôm qua mà mẫu hậu đi phát phở đó thì mẫu hậu lên nói đến uh, nói cho thiên hạ nghe phải không? Cũng như là mẫu hậu đã được uh, kiếm tiền rồi được 34 đồng thì đại khái mẫu hậu sẽ dùng hết cái tiền đó để mua đồ ăn cho mấy người vô gia cư. Thì Tony nói ok thì cũng như là yến của mẫu hậu đang nói với mấy người mà làm YouTube rồi kia với ông bà cô chú anh chị em. Phải không? Ý của mẫu hậu là sau này thì đi với mình ban đầu mình làm mình chưa được kiếm được cái gì hết á. Nhưng một ngày nào đó mình sẽ được tính những, những cái người mà mình đang ganh tị đó, phải không? Không biết bao nhiêu một tháng mình kiếm được bao nhiêu, chừng đó mẫu hậu có bỏ hết cái số tiền đó ra mà mẫu hậu sẽ mua hết, kinh doanh về hết để giúp mấy anh em vô gia cư không? Chứ bây giờ mình chưa được cái gì hết mình lên đây mình có thể mình nói này, mình nói kia. Chứ một ngày nào đó, nếu, nếu mà thôi đây nói không? Nếu, nếu thôi mình đạt được những gì mà cái người mà mình đang ganh tị đó, phải không mình đạt được mức đó rồi đó. chừng đó không mình sẽ bỏ hết cái tiền những gì mình ra mình giúp mấy anh em vô gia cư không, không? người trước họ đi họ làm họ lẫn đường cho mình đi mình thấy nó như dễ, nó dễ dàng lắm mình thấy là nó ô mình ganh tị, đó mình mới nói là ô họ lấy họ lợi dụng mấy anh em vô gia cư còn bây giờ mình đi mình chưa được cái gì đó thì mình nói mình nói mình nói cũng như là mình muốn giạch mặt người ta ra vậy đó nhưng mà một ngày nào đó nếu mình có được cái cơ hội nếu thôi mình có dám bỏ ra hết cái tiền mà mỗi một tháng mình làm ra trong cái, trong cái kênh youtube của mình đó. mình bỏ ra hết để cho mình giúp mấy em vô gia cư không thôi đi ông cộng đồng bà nghĩ làm sao vậy chứ không có đâu ông bà cô chú anh chị em cái người này tính toán rất là kỹ cái mục đích của họ lên youtube là vì cái gì vì, vì kiếm tiền thôi cái hành động của họ phải không họ nói đã nói phải không họ muốn độc quyền để quay anh anh quyền không muốn nếu mà ai giúp anh quyền nữa đó là họ sẽ không bao giờ giúp anh quyền nữa tại sao như vậy bây giờ họ biết là anh quyền đang cần họ tại vì không ai giúp họ nữa hết á đúng không nhưng mà cái Tony thấy cái người này tính toán lắm thì bữa hôm qua nó xảy ra một chuyện nữa thường thường là chú, chú nhật là ông bà cô chú anh chị em là cũng biết cái, cái đường suối đó là ai phát cơm ở đó rồi phải không này sẽ không có nói ra nữa cho thông nói ra là họ nói là thân binh vực nữa nhưng mà cái người này Tony không dám nói là họ biết hay không nhưng mà đối với thôn này Tony cũng biết rõ ràng lắm là sao họ không biết được thì bữa hôm qua cũng như cái video của anh Lộc nói đó phải không có hai bên phát phát vỡ hết á một bên thì phía bên này một bên thì phía bên kia thôi đi đã nói rồi không? mình là một người làm từ thiện mình uh, bữa nay mình làm không được uh, thì mình mình biết cái người khác làm uh, thì mình để bữa khác mình lên mình mình cho người ta ăn cái bữa khác mà cái này cái người này thôi chắc chắn là họ biết cái gì họ cũng biết uh, chỉ có là cái video của Hằng Kali với lại uh, anh Quyền uh, anh Quyền uh, thì họ không biết thôi họ họ để cho anh quyền chửi cái người kia còn bao nhiêu chuyện là mà lên ở trên YouTube và họ biết rõ ràng lắm ông bà cô chú anh chị em làm sao mà cái ngày mà uh, cái uh, chủ chủ nhật mà đi phát cơm trên trên... Uh, cái đường tới thư viện đó mà họ không biết được nhưng mà họ cũng muốn đi phát cái ngày đó luôn đối với Tony thì Tony thấy uh, cái người này họ họ tính toán rất là kỹ càng những gì họ làm phải không cái hành động của họ nó nói cái gì với ông bà cô chú anh chị em họ lên YouTube là mục đích cái gì đến ngày hôm nay Tony cũng vẫn nói là họ phát cơm ở chỗ nào hồi trước đây 10 năm nay mà ngày hôm nay mình cũng chưa thấy được những gì họ làm là những gì mà mấy người kia đã lên YouTube đó, họ nói là họ kinh doanh phải không họ lợi dụng mấy anh em vô gia cư có cái đám người nào đó đó thì Tony có vẫn nói là cái người này làm những như mấy người kia thôi phải không nó đâu có khác việc gì đâu họ cũng không có phạm pháp gì hết nhưng mà đối với Tony là cái người này mục đích của cái người này là cái gì vậy phải không mục đích của họ là cái gì ông bà cô chú anh chị em theo cái hành động của anh Quyền cái lời lẽ của họ nói với anh Quyền đó là mình cũng biết rồi phải không nếu mà tôi giúp anh Quyền á là anh Quyền phải nghe lời tôi không được nghe lời ai nếu mà ai mà giúp anh Quyền nữa đó thì tôi sẽ không giúp anh Quyền nữa cái đó là cái lời lẽ của một người tự thiện hả ông bà cô chú anh chị em mình biết rõ ràng trong cuộc đời ở ý mình thánh thần cũng vậy nữa mình không có giúp được ai hết á mình có thể giúp đưa họ đến khúc nào rồi đó không cái duyên của mình có thể nó hết thì có người khác họ tới họ giúp anh quyền á đáng lẽ mình phải mừng dùm cho họ chứ còn cái này mình muốn đóng mấy cái cửa mà ai muốn giúp được anh quyền cái gì đó đóng lại hết để cho một mình họ giúp thôi ông bà cô chú anh chị em nghĩ những lời mà thôi đi nói lại đi cái đó là một người mà một người mà đi làm tự thiện hả một lòng người, một người mà cái lòng tốt hả một người mà cái lòng mà không nghĩ đến riêng tư cho mình hả? Thôi bữa nay cho Tony nói bài lời vậy chứ nó bao nhiêu vậy thôi nha. Hy vọng là cái người này sẽ lên báo cho Tony biết được cái vụ mà báo luật sư rồi nó ra đó sao rồi tại mình lên mạnh miệng lên mình nói như mình muốn làm cái gì đó đó thì mình cũng lên 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 đây báo cái kết quả nó ra sao rồi cho họ biết. Cho đối với Tony, Tony ở trong San Jose có một ngày nào đó cái người này phát cơm ở đâu đó Tony cũng có thể Tony tới đó Tony quay cho vui thôi. Chứ đối với Tony, Tony sẽ uh, phân tích ra cái câu chuyện này dài dài Cũng như là cái đám tuổi kia mà cứ bám theo cái người nào đó đó Ông bà cô chú anh chị em Cái người này chưa có gì hết á Nhưng mà họ thấy là khó chịu lắm Tony mới làm mấy cái video Cũng như là họ nói là Tony xài cái hình của họ Cũng như là phạm pháp Nhưng mà hình như có cái đám tuổi nào nó cũng xài cái hình của họ đó Nhưng mà cái người này không có nói gì đến mấy người kia đó vậy Tại sao với ông bà cô chú anh chị em Hử? Thôi xin chào ông bà cô chú anh chị em nha